Wow. What's up guys, welcome back to my channel. Nội dung chính của tập ngày hôm nay sẽ là về rượu vang. Hào sẽ hướng dẫn mọi người cách để mà chúng ta có thể thử rượu. Và quan trọng hơn đó là sự cảm nhận về hương vị của từng loại rượu khác nhau. Có thể nhiều người suy nghĩ rằng thử rượu là một cái kiểu rất là sang chảnh. Nhưng mà hiểu theo một cái đơn giản như thế này: khi mà chúng ta đi vào nhà hàng và order những cái chai rượu thật là mắc tiền, và bạn muốn rằng chắc chắn cái chai rượu đó nó xứng với những gì mà bạn đã trả tiền cho cái nơi mà mình đến, đúng không? Thì thử rượu sẽ quyết định được những cái yếu tố như là chai rượu có ngon hay không, đúng như ý bạn order, hay là nó có bị corked, có nghĩa là bị hư hay không. Thì ba cái yếu tố này đó sẽ quyết định được là cái giá tiền bạn trả cho cái chai rượu đó nó có xứng đáng hay không. Vì thế thử rượu sẽ rất là quan trọng trong cái bước đầu tiên khi mà vừa mở cái chai rượu ra. Ở tập này họ sẽ giới thiệu với mọi người những cái yếu tố chung có trong một chai rượu và cách làm sao chúng ta có thể nhận biết. Và một điều là đúng là khi mà để mà nhận biết được những cái điều này đó thì mình phải uống rất là nhiều rượu vang. Bởi vì theo như là cái kinh nghiệm của Hào đó, thì khi mà Hào uống rượu vang lúc đầu tiên đó thì rượu nào cũng như rượu nào. Nhưng mà khi mà mình biết được những cái điều này đó rồi, mình uống nhiều và mình trải nghiệm và mình nếm rất là nhiều đó, thì mình sẽ biết là những cái thành phần nó khác nhau như thế nào, những cái tính chất nó sẽ ra sao. Cho nên là cái tập ngày hôm nay sẽ là cái tập về làm sao mình có thể cảm nhận được rượu và mình biết rằng cái chai rượu đó là chai rượu ngon và chai rượu đó là chai rượu mà mình muốn uống. Có 5 yếu tố cơ bản để chúng ta có thể thử một chai rượu, đó chính là body, sweetness, tannins, acidity và cuối cùng đó chính là alcohol. Và bây giờ họ sẽ đi sâu và phân tích vào 5 cái yếu tố này nhé. Cái thứ nhất là body, thì body ở đây sẽ hiểu đơn giản là cái độ đậm và nhạt của rượu. Thì sẽ tùy vào loại nho mà sẽ được xếp vào độ đậm và nhạt khác nhau. Có 3 loại body chính, đó chính là light body, medium body và full body. Thì các bạn có thể hiểu như là light body thì thường sẽ xếp vào Pinot Noir là light body, còn full body thì sẽ là Cabernet Sauvignon. Bây giờ sẽ hiểu đơn giản là nếu như mà các bạn cứ nghĩ là mình có lấy cái Việt Nam á, thì mình lấy cái nước mắm của mình đi ha. Thì cái nước mắm mà cô đặt ở trong chai đó thì là full body, tại vì nó rất là đậm và rất là mặn. Còn nước mắm pha để mà mình có thể ăn bún hay là ăn bánh cuốn thì là light body, tại vì nó đã có rồi, rất là nhiều mix và có nước ở trong đó rồi. Thì mình sẽ thấy được hai cái ví dụ rất là đơn giản như vậy. Khi mà bạn uống một cái chai rượu mà đậm thì là đậm thì bạn sẽ cảm giác được là nó mạnh và cái vị của nó rất là đầy. Còn có một chai rượu mà nó nhẹ nhàng hơn như là Pinot Noir hay là Gamay đó, thì cái cảm giác cái miệng của mình á, cái mouthfeel của mình á, nó sẽ cảm thấy là nhẹ hơn. Trong một chai rượu á, nếu như mà cái độ tannins và cái alcohol của nó nhiều á, thì cũng sẽ được xếp vào là full body. Sweetness là độ ngọt. Thì ở trong rượu vang đó thì nó sẽ rất là khó để mà xác định được cái độ ngọt của rượu. Có những cái loại rượu đặc trưng mà bạn uống và bạn sẽ cảm nhận được nó ngọt, đó chính là Riesling hoặc là Moscato. Nhưng mà thường thì Riesling nó sẽ có, Riesling là dry, có nghĩa là không có ngọt, và là bone dry, nghĩa là hoàn toàn là không có ngọt luôn. Nhưng mà có những cái loại mà thường Riesling thì nó sẽ ngọt, bởi vì do cái tính chất của cái loại nho đó. Những cái loại rượu mà có nhiều tannins hoặc là acid á, thì nó sẽ ít ngọt hơn. Một điều đặc biệt đó là nếu như mà bạn mà đi uống rượu mà rượu đỏ hoặc là rượu trắng hay là rượu vang nói chung đó, mà những cái chai rượu mà nó ngọt đó, thì bạn nên nhớ là cái rượu nó không có ngon. Tại vì trên thế giới đó, người ta uống đó, thì người ta sẽ uống rượu là người ta muốn là dry wine, có nghĩa là rượu không có ngọt, rượu chát đó. Tại sao người Việt Nam mình gọi cái tên là rượu chát là như vậy? Chỉ trừ những cái tên mà những cái nho mà họ đã nói ở trên đó thì nó ngọt thì là đúng, nhưng mà còn lại đó, đa số thành phần tất cả những chai rượu được sản xuất ra trên thị trường đó, mà rượu mà thuộc hàng mà uống được mà ngon, từ ok cho trở lên ngon đó, thì là sẽ không có ngọt nha các bạn. Hoặc là những chai rượu là những chai rượu rất là rẻ tiền, nếu mà mình mà phải trả tiền cho một cái ly rượu, một cái chai rượu nào mà uống mà nó ngọt ngay á, thì bạn biết chắc á là một chai rượu rất là dở. Thứ ba là tannins. Thì tannins hiểu đơn giản, rất là khó để mình dịch thêm tiếng Việt, nhưng mà mình hiểu như thế này thì là cái độ chát, cái độ
khi mà mình ăn cái, các bạn để ý khi mình ăn cái trái nho đó mà mình nhai lỡ chúng nhai cái hột hoặc là cái vỏ nho, hoặc là mình ăn ở bên Việt Nam mình, bên châu Á mình có cái trái mà Hảo thích rất là thích, đó chính là trái sabo che đó các bạn. Khi mà bạn ăn cái trái sabo che mà nó chưa có chín đó thì nó rất là chát, thì trong cái miệng của mình nó có cái cảm giác là bị nó như thế này. Không biết là giải thích như thế nào, nhưng mà là cái cảm giác như là có cái gì nó dính ở trong cái răng, cái lợi của mình đó, thì là cái vị chát, đó là cái tannins, là cái đó khi mà bạn uống những cái wine mà nó thật là dry đó, thì là những cái chai rượu mà rượu vang đỏ thường thì nó sẽ có được cái độ đó. Ví dụ như là Cabernet Sauvignon là cái loại mà rượu là full body thì cái độ tannins của nó rất là cao. Hoặc là khi mà bạn uống những cái chai của Italian wine là rượu của Ý đó, thì thường là rượu Ý nó sẽ có rất là nhiều tannins, trong đó là lý do là vì cái đất đai cũng như là cái thời tiết của nước Ý nó sẽ tạo ra những cái loại nho như vậy, nên là rượu mà có nhiều tannins thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Cái thứ tư đó chính là acidity. Thì acidity thì hiểu nôm na là cái độ chua ở trong cái chai rượu sẽ giúp chai rượu được giữ lâu hơn. Các bạn cứ tưởng tượng là khi mà mình uống rượu đó thì làm sao để mình cảm nhận cái độ chua đó, thì nó sẽ ra, nó sẽ tác động ở hai bên này nè, cái này gọi là jawline đó các bạn. Thì như là bạn ăn một trái chanh, hay là nôm mình đâu có ăn chanh lộn, khi mà ăn cái gì nó chua đó thì bạn sẽ cảm thấy là nó chua hai cái khúc này. Thì khi mà bạn thử rượu đó mà mình cảm nhận được hai cái chỗ này nó chua, mà nó chua mà là nó quýu nó quýu lại đó, thì là cái chai rượu đó có cái độ acid rất là cao. Những chai rượu mà có acid cao đó thì thường sẽ là light body, mà ví dụ có acid mà thấp đó thì sẽ là full body. Ví dụ những cái chai mà light body đó thì là Pinot Grigio, còn full body đó thì là Chardonnay, là hai cái loại grape, hai cái loại rượu trắng mà được phổ biến nhất ở trên thế giới. Cái thứ năm đó chính là nồng độ cồn. Thì rượu sẽ được sản xuất từ 12% cho đến 15% nồng độ cồn. Thì 12% sẽ là độ nồng độ cồn thấp, còn 15% trở lên thì là sẽ là nồng độ cồn cao. Những cái chai rượu mà sản xuất ra thị trường thì thường là 13.5% độ cồn là rất là phổ biến. Những cái chai mà nhiều hơn như là Cab, là những cái chai mà full body đó, thì nó khoảng từ 14-15%. Nếu như bạn có để ý trên cái label là cái nhãn của chai rượu thì lúc nào chai rượu cũng phải ghi là cái phần trăm của alcohol ở trong đó. Thì khi mà bạn nhìn vào cái chai rượu thì bạn sẽ biết được là nếu mà cái nồng độ cồn nó cao thì mình uống mau xỉn, còn nồng cồn thấp thì uống hoài thì nó sẽ lâu lâu mới xỉn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thử rượu và mình sẽ áp dụng hết tất cả những gì mà nãy giờ Hào nói với tất cả các bạn vào nhé. Và Hào sẽ thử một cái chai rượu mà có cái loại nho Hào rất là yêu thích, đó chính là Cabernet Sauvignon. Mà cái chai rượu này lại từ đến một cái nơi mà Hào rất là yêu thích, đó chính là California Napa Valley. Thì cái nơi mà Napa Valley này đó là cái thời tiết của nó rất là nóng, nên những cái loại rượu mà đến từ California và Napa Valley đó thì là nổi tiếng trên thế giới là nó rất là mạnh và rất là đậm. Mà cái chai mà Cabernet mà được sản xuất từ Napa Valley nó là rất là ngon, bởi vì cái nồng độ cồn rất là cao, do là thời tiết nóng nên là cái nho của nó sẽ chín mọng, có rất là nhiều, nó gọi là complex, có nghĩa là rất là phức tạp. Khi mà bạn uống cái ngụm của cái rượu này á, nó làm cho bạn có cảm giác như là có rất là nhiều cái lớp đang xen với nhau ở trong cái lưỡi mình, nó giống như là nó đang nhảy múa ở trong đó vậy đó. Thì hiểu đơn giản là như vậy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử nhé. Bởi vì nếu như mà các bạn biết đó, thì khi mà mình thử rượu đó, thì một chai rượu mà mới mở ra đó, nó sẽ có cái hương vị khác so với là cái chai rượu nó đã mở ra một ngày, hai ngày, hoặc là nó để trên bàn mà người ta gọi là let it breathe đó các bạn, là để cái rượu nó thở. Khi mà thử rượu đó thì cái người mà đổ cái giọt đầu tiên vào cái ly cho bạn đó thì sẽ chỉ đổ một chút như thế này thôi là đã đủ rồi, không có ai mà đổ hết nửa ly thì sẽ không có thử được. Thì cái điều đầu tiên mà mình sẽ làm đó chính là nhìn cái màu của rượu. Thì cái điều mà dễ dàng nhất để nhìn vào cái màu của rượu đó thì bạn sẽ tìm một cái mặt phẳng trắng, ví dụ như là một cái tờ giấy thì Hào đây có chuẩn bị. Các bạn sẽ có thể thấy được cái màu rượu. Các bạn thấy không ạ?
cái màu nó sẽ quyết định được cái body của chai rượu. Nhưng mà cũng không hẳn là như vậy, bởi vì nếu như mà Italian wine là rượu Ý đó các bạn, cái màu cũng là những cái màu cánh gián rất là nhiều, nhưng không có đậm như thế này. Nhưng mà nhiều khi những cái màu cánh gián như vậy đó, nó lại là full body mà lại là light body thì cũng hên xui lắm. Nhưng mà đa số thì cái màu đậm sẽ quyết định được cái full body hay là light body của chai rượu này. Sau đó thì mình sẽ swirl, có nghĩa là mình sẽ lắc cái chai rượu này. Thì có rất là nhiều cách để mà mình có thể lắc chai rượu, thì bạn có thể làm như Hào như thế này. Có thể mình sẽ tìm một cái mặt phẳng cho một cái bàn đó, cái nơi mình ngồi đó. Thì mình sẽ ví dụ như là cái này, mình sẽ làm như thế này. Thì cái rượu nó sẽ swirl, nó sẽ lắc nha các bạn. Nhưng mà nhớ là cái mặt bàn nó phải phẳng nha, nếu mà nó gồ ghề thì sẽ gãy cái này của cái ly rượu. Thì khi mà lắc đó thì các bạn sẽ thấy là cái viền của cái nơi mà cái rượu này nó chạm tới nó sẽ bắt đầu nhiễu xuống, thì nó gọi là nước mắt của rượu đó. Thì khi mà cái nước mắt của rượu này nó chảy thật là chậm đó, thì có nghĩa là cái body của chai rượu này nó là full body, nó cũng là cái phần để mà quyết định đến cái body của chai rượu. Thì ở đây họ có cái ly rượu cabernet đó, thì dĩ nhiên là cái full body nên nước mắt nó sẽ chảy rất là chậm đó, các bạn có thể thấy được. Rồi sau khi mà chúng ta nhìn rồi thấy được cái nước mắt của rượu rồi, mình sẽ bắt đầu ngửi nhé. Thì mình sẽ hít một cái hơi thật là sâu khi mình để cái rượu này vào cái mũi của mình, mà nhớ là mình không có thở lại trong cái ly rượu nhé. Thì khi mà ngửi như thế này đó, bạn sẽ cảm nhận được cái body, là bởi vì nếu là rượu có nhiều alcohol như là cái chai này đó, bạn sẽ thấy cái độ cồn rất là nồng. Cái thứ hai là mình sẽ cảm nhận được có cái mùi trái cây nào trong này, có mùi thảo mộc nào trong này. Đúng là rượu là không có làm thêm là dâu hay là cherries này nọ đó các bạn, nhưng mà bởi vì do cái quá trình làm rượu và khi mà ra được một cái chai rượu đó, thì tự nhiên ở trong đây nó sẽ có được những cái mùi rất là lạ, mà khi mà mình ngửi và khi mà mình taste là mình uống đó, mình nhâm nhi đó, nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Có thể bạn sẽ ngửi được cái mùi, Hào ngửi được cái mùi là mùi cherry, là mùi black cherry, nhưng mà khi mà mình uống thì mình lại có một cái cảm nhận khác. Thì đó là cái điều rất là tự nhiên, và mỗi một con người sẽ có những cái khứu giác khác nhau và sẽ có những cái cảm nhận khác nhau. Có thể là Hào ngửi đây là black cherry, nhưng mà có thể là bạn Hào khi mà ngửi chai rượu này, thử chai rượu này thì sẽ cảm nhận đó là blackberry chẳng hạn. Qua đây đó, nếu như mà bạn nào mà yêu thích về rượu vang và bạn muốn Hào nói nhiều thêm về rượu vang thì bạn nhớ để lại những comment cho Hào nhé, thì Hào sẽ làm thêm vài tập về rượu vang cho các bạn để mà chúng ta có thể chia sẻ. Và hy vọng những các bạn nào mà yêu thích rượu vang sẽ hiểu biết nhiều hơn, hoặc là Hào cũng thể hiểu biết nhiều hơn từ các bạn. Sau khi mà đã làm hết những cái chuyện như là nhìn rượu rồi mình ngửi rượu, bây giờ mình sẽ bắt đầu thử. Khi mà thử rượu đó thì mình sẽ bắt đầu có nhiều câu chuyện để mà nói hơn. Bắt đầu. Wow. Cái chai rượu này Hào mở cũng được 3 ngày rồi, nên là mình không có cần lắc nhiều nữa. Bởi vì khi mà mở ra mình đóng cái nút bần lại đó, thì oxy nó đã vào, gọi là oxidize cái chai rượu đó các bạn, là bị oxy hóa đó. Thì chai rượu nó đã hình như là thở hết rồi. Thì lúc này đó, bạn cứ nghĩ một chai rượu mà vừa sản xuất ra, nó giống như là một cái bánh bỏ trong lò nướng mà nó còn bệt một cục bột. Khi mà nướng xong đó, thành phẩm ra rồi, thì cái bánh đó, nó nở ra và ngon đó. Thì rượu cũng là như vậy, khi mà mình để cho nó thở đó, thì cái mùi cũng như là cái tính chất, cái đặc trưng của nó sẽ được thể hiện qua từng ngụm của vị của chai rượu. Hồi nãy Hào làm một cái trò mà cái đó là mình phải tập mình mới làm được, là như thế này. Có nghĩa là mình thổi hơi vào cái rượu, mà cái điều này là chỉ dùng cho một chai rượu mới thôi, không có cần đâu, nhưng mà tại do có thói quen. Thì khi bạn làm như vậy đó thì giống như là hút gió, mà hút gió ngược đó các bạn, thì nó sẽ thêm cái oxy và cái air, là không khí vào cái rượu, thì nó sẽ làm cho cái rượu nó nở trong miệng mình nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ thử một cách là bình thường nhé. Thì khi mà thử rượu đó, bạn nhớ là bạn phải đảo cái rượu dòng một cái miệng của bạn, bởi vì nhớ như các bạn hồi nãy Hào nói đó, thì cái tannin sẽ là cái mà động lại trong cái răng hoặc là cái lợi của mình, hoặc là cái acid đó, là nó sẽ là ở hai bên hàm này, sẽ làm cho mình bị quíu hai cái hàm này, đúng không?
Vâng, đúng là tính chất của Cabernet thì nó có hương trái cây. Họ nói hồi nãy đó là black cherry. Và ngoài ra đó thì cái độ cồn rất là cao. Bạn cũng nhớ là 5 kiểu tô hồi nãy họ nói đó thì lúc nào cũng sẽ có là có một cái khoảng để mà range nó là từ light, medium to full đó. Thì tannins cũng vậy. Đây là Cabernet và cái chai này đó thì cái tannins họ chỉ nghĩ là ở giữa thôi, medium tannins thôi. Thì mình sẽ nói là chai này sẽ có medium tannins. Và một cái từ ở trong rượu đó người ta rất là thích, đó chính là complex. Complex có nghĩa là phức tạp. Hiểu đơn giản như vậy là như vậy. Phức tạp có nghĩa là cái rượu này khi mà bạn uống á, nó chạm vào cái lưỡi của bạn, nó có nhiều cái sự xảy ra. Ví dụ như là nó có một chút spicy, là cái độ nồng, có một chút hương trái cây, có một chút đâu đó là cái vị coca, là chocolate đó các bạn, thì là coca. Rồi chưa hết là cái sự finish, và finish là cái mà kết thúc khi mà bạn uống. Thì finish là cái rượu nó có lingering, có nghĩa là có tồn tại trên cái lưỡi của bạn lâu hay không, hay là ngắn, thì sẽ được xếp vào là long finish hay là short finish. Thì khi mà bạn nhắm một cái sip rượu để bạn thử rồi đó, thì cái vị cuối cùng khi mà bạn đã nuốt rồi đó mà nó còn trên lưỡi mình nó khoảng bao nhiêu giây, thì cái rượu này nó lingering là nó khoảng tồn tại khoảng 5 giây, thì thường mình thào cho là trung bình finish. Đó là cách mà của họ thích uống rượu đó. Bởi vì nếu như mà họ uống rượu mà họ nó nhanh quá đó, thì mình không có còn gì mà cái động lại trong cái lưỡi của mình. Mình không có còn cảm giác được là cái rượu này nó có cái gì đặc biệt. Nếu như mà bạn mà là những cái dân mà sành rượu đó, thì bạn có thể là sẽ thích những cái rượu mà có cái long finish này. Tại vì nó là một cái gì đó nó động lại, nó làm cho mình nhớ nó nhiều hơn. Vậy là họ đã đi qua sơ hết tất cả những cái yếu tố cơ bản để mà thử một cái chai rượu, là làm sao mình có thể tìm được cái chai rượu mình yêu thích, hoặc là đúng như ý mình order. Một điều mà họ muốn nhấn mạnh ở đây là cái sự thử rượu nó quan trọng hơn nữa, là bởi vì nếu như bạn không thích cái rượu này đó, mà cái người sommelier mà đã khuyến khích bạn order cái này mà không phải là các bạn thích đó, thì bạn có thể trả lại và nói là đây không phải là cái gì mà tôi muốn. Bởi vì nếu như những cái người mà sành rượu họ đi uống rượu và họ biết là họ muốn uống cái gì, giống như là bạn đi chợ đi, bạn mua một con cá và bạn thấy con cá đó nó ngon, thì bạn đem về bạn nấu con cá đó phải ngon, chứ không phải là khi mà bạn đem về con cá nó sình nó trương lên thì không đúng, đúng không ạ? Thì rượu nó cũng như vậy, mà chưa kể là rượu là cái loại rất là mắc tiền nữa. Nên là để mà uống một chai rượu mà đúng ý của mình á, vào một cái đêm thật là lãng mạn, hai người ngồi dưới ánh nến và đúng ý, đúng tâm trạng, đó là một cái chuyện thật là xuất sắc các bạn ạ. Nhưng mà lỡ mà order một cái chai rượu rất là lãng nhách và lãng xẹt thì tự nhiên là nguyên một cái buổi nó bị vô duyên như thế nào đó. Nên là Hảo hy vọng là cái tập này á, sẽ giúp cho các bạn được có thể hiểu thêm về những cái loại rượu và hiểu thêm là mình biết mình đang mình uống gì và thưởng thức cái gì. Video thử rượu của chúng ta đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng qua video này bạn đã học được thêm một chút gì đó về rượu vang tự hào, cũng như là mình có thể trao đổi thêm những kinh nghiệm của chúng ta. Thì các bạn nhớ là để những cái comments ở dưới cái box nhé. Và nếu như bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye bye.